có một nhân và thuyền thoại như thế này hai lần giúp AMD tắt nền móng cho sự thống trị của Apple trong lĩnh vực chip điện thoại chưa đầy hai năm đã thiết kế chip tự lái cho Tesla sau đó lại bị in theo chiêu mộ để cứu lấy mảng CPU của họ trong toàn bộ thung lũng silicon ai ai cũng biết đến tên ông Kim Keller người được giới giang hồ gọi là hiệp sĩ lang thang của thung lũng silicon Nhìn vào sự nghiệp của ông, mặc dù chỉ tốt nghiệp đại học, nhưng lại có thể đứng đầu giữa một nơi đầy tiến sĩ ở Silicon Valley với niềm đam mê mãnh liệt về công nghệ, chuyên giải quyết các vấn đề nan giải của các tập đoàn lớn. Sau khi giải quyết xong vấn đề, ông thường nhanh chóng rời đi, ẩn mình mà không mang danh lợi, đúng là một huyền thoại. Mặc dù hiện nay các nhân vật lớn thường nghỉ việc sau 2 đến 3 năm để chuyển sang công việc mới, nhưng công việc đầu tiên của Kim Kela lại kéo dài tận 15 năm. Năm 1982, Kim Kela vừa tốt nghiệp đại học và gia nhập công ty DEC. Trong khóa đào tạo nhân viên mới, ông đã thể hiện sự khác biệt của mình. Khi đó, có người đặt câu hỏi về thiết kế chip, Kim Kela ngay lập tức đưa ra quan điểm của mình đối phương cũng trình bày ý kiến nhưng kim thẳng thực nói rằng một nửa câu trả lời của đối phương là ngu ngốc điều này khiến người kia cực kỳ tức giận cả hai tranh luận gay gắt về vấn đề này suốt hơn một giờ đồng hồ mà không ai thuyết phục được ai sau đó khi mới biết đối phương chính là cto của công ty người được mệnh danh là cha đẻ của máy tính nhỏ một nhân viên mới dám tranh luận với lãnh đạo cao nhất của công ty tình tiết này giống như bước ra từ tiểu thuyết nhưng với Kim keller ông sẽ nói rằng đó chỉ là kỹ năng cơ bản trong 15 năm ở Dex từ một người không biết gì về chip ông đã phát triển thành một kiến trúc sư chip độc lập dẫn dắt thiết kế hai dòng chip lớn Đến năm 1998, khi máy tính cá nhân trở thành xu hướng, thị trường cho máy tính nhỏ của đất biến mất, một công ty phải bán mình cho công bắc. Cũng vào thời điểm đó, kê lên nhận lời mời từ một đồng nghiệp cũ và gia nhập AMD, nơi mà hành trình huyền thoại của ông chính thức bắt đầu. Lúc này, Intel và AMD đang trong cuộc chiến căng thẳng trên thị trường CPU. Chip Pentium 2 của Intel đang làm mưa làm gió, trong khi chip K6 của AMD dùng lợi thế về giá cả để áp sát và cạnh tranh quyết liệt với Intel. Cả hai bên giao tranh đến mức không thể phân thắng bại trong bối cảnh này. Kim kê là tham gia vào quá trình phát triển thế hệ chip tiếp theo của AMD K7. Con chip này đã tạo nên lịch sử, nó đưa CPU S86 bước vào kỷ nguyên gigahertz, giúp dòng chip kê vượt qua bên tiêm của Intel để trở thành chip máy tính nhanh nhất thời bấy giờ. K7 nhanh chóng được người dùng đón nhận nồng nhiệt và đạt thành công vang dội. Sau khi K7 thắng lớn, Kim kê là được bổ nhiệm làm kiến trúc sư trưởng của thế hệ chip tiếp theo K8, chính thức bước vào con đường tỏa sáng đầy ấn tượng không có gì bất ngờ. K8 lại tiếp tục thành công rực rỡ. Con chip này một lần nữa làm nên lịch sử khi đưa CPU của AMD bước vào kỷ nguyên 64 bit, giành được thêm một lượng lớn người dùng từ tay Intel với nhiều người dùng cao cấp. K8 trở thành lựa chọn hàng đầu khi lắp máy tính. Sau khi đạt được thành công đáng kinh ngạc với hai dòng chip K7 và K8, có lẽ kê là cảm thấy mình đã cày đủ kỹ năng tại AMD nên quyết định rời công ty và chuyển sang một công ty nhỏ để tiếp tục khám phá năng lực. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy một năm sau, công ty này bị bờ con mua lại và Gimke là tiện thể làm kỹ sư trưởng tại bờ con vài năm năm 2004, với tâm hồn luôn muốn khám phá gimke là rời bờ rốt con để gia nhập một công ty nhỏ có tên pac nhưng rồi công ty này cũng bị apple mua lại như tôi đã đề cập trong video về lịch sử khởi nghiệp của apple sau khi iphone đời đầu ra mắt city có quyết tâm phát triển dòng chip điện thoại riêng và đó là lý do apple mua lại pac my gimke là ban đầu định tiếp tục tỏa sáng tại một công ty nhỏ nhưng đi đến đâu công ty đó lại bị các tập đoàn lớn nhắm đến khiến ông được mệnh danh là ngọn đèn xui xẻo của các công ty nhỏ khi ấy apple chưa có nhiều kinh nghiệm trong trong việc sản xuất chip và họ định sửa đổi một chút trên nền tảng IP của ARM. Tuy nhiên, Kim Keller kiên quyết đề nghị Apple thiết kế lõi lớn, mặc dù thiết kế lõi lớn rất khó, nhưng nó mang lại hiệu suất vượt trội. Ngày 27 tháng 1 năm 2010, chip A4 ra mắt cùng với iPhone 4, gây ấn tượng mạnh với giới công nghệ. Từ đây, kỷ nguyên của dòng chip ACG của Apple chính thức bắt đầu. Có thể nói, tất cả điều này đều do Kim Keller tạo nên. Đến năm 2011, iPhone 4S với chip A5 trở thành một huyền thoại. Chip A5 có hiệu năng CPU tăng gấp đôi và hiệu năng GPU tăng gấp 7 lần vô cùng ấn tượng, Kim Keller đã giúp Apple ổn định năng lực thiết kế chip chỉ với hai dòng chip, đồng thời đưa hãng trở thành bá chủ trong ngành này. Tuy nhiên, với nguyên tắc làm xong việc thì du ao ra đi, giấu công và tên, Kim Keller lại rời Apple. Điểm đến tiếp theo của ông chính là người cũ AMD. Kim Keller đang làm rất tốt tại Apple, vậy tại sao ông lại quyết định rời đi? Kim Keller thừa nhận rằng ông rất thích công việc cường độ cao tại Apple và thấy việc làm việc với Steve Jobs, một người có tính cách mạnh mẽ, là vô cùng thú vị, nhưng đối với Kim Keller, những điều này có thể gác lại, vì nếu không quay lại AMD, công ty cũ của ông sẽ sớm phá sản. Dù trong thời kỳ K7 và K8, AMD có thể nói là ngang sức ngang tải với Intel, nhưng không kéo dài được lâu, AMD nhanh chóng rơi vào khủng hoảng, toàn bộ sản phẩm cao cấp thất bại, thị phần chỉ duy trì được khoảng 10%, với ý nghĩ cứu AMD khỏi bờ vực phá sản, Jim Keller quyết định quay trở lại, khi rời đi, AMD đang ở thời kỳ đỉnh cao, nhưng khi quay lại, ông nhận ra AMD đã trở nên yếu kém đến mức không thể chấp nhận được. AMD hoàn toàn bị in theo bỏ xa, vẫn sử dụng những kiến trúc cũ kỹ như Jaguar và Bulldozer, đi theo lộ trình công nghệ quá bảo thủ, cả đội ngũ dường như không biết mình muốn gì, thiếu tham vọng và kết quả là bị bỏ lại phía sau. Nhìn tình hình đó, Kim Keller quyết đoán từ bỏ kiến trúc cũ của AMD, đề xuất một kiến trúc hoàn toàn mới mang tên Gen, Ông tuyên bố sẽ tăng hiệu suất ít nhất 40%. Lúc đó, nhiều kỹ sư tại AMD không tin rằng ông có thể làm được, nhưng với kiến thức sâu rộng và khả năng thuyết phục, Kim Keller đã tranh luận và thuyết phục được tất cả mọi người rằng AMD hoàn toàn có thể đạt đạt được mục tiêu đó và thế là ông dẫn dắt đội ngũ 500 kỹ sư làm việc cật lực trong suốt 3 năm. Đến năm 2017, thương hiệu ra sân chính thức ra mắt người tiêu dùng, với hiệu suất IPC đơn nhân tăng 52%, vượt xa cam kết ban đầu là 40%, chip ra sân nhanh chóng thành công trên thị trường tiêu dùng, khởi đầu cho thời kỳ AMDZ, thu hút sự chú ý của đông đảo dân công nghệ đam mê phần cứng. Đồng thời, dòng chip máy chủ dựa trên kiến trúc Zen cũng tạo áp lực lớn đối với Intel. Với sự phát triển không ngừng của kiến trúc Zen qua các thế hệ, AMD cuối cùng đã lật ngược tình thế, giành được một chiến thắng vang dội. Năm 2017, AMD giành được hơn 40% thị phần phần tải Mỹ, đạt thành tích tốt nhất trong 10 năm qua. Trong những năm sau đó, AMD ngày càng rét, nhưng tất cả những điều này dường như không làm là quan tâm, vì ông lại rời đi sau khi hoàn thành vai trò cổ tinh của AMD và đã sẵn sàng cho mục tiêu tiếp theo của mình. Từ năm 2015, Keller đã có một cuộc trò chuyện với Elon Musk tại một cuộc họp. Musk nói rằng ông không hài lòng với chip tự lái của Mobileye và NVDA là một ông trùng chip. Keller ngay lập tức gợi ý tại sao Tesla không tự phát triển chip nghe vậy mất lập tức mời ông gia nhập có thể là mất ta vẽ ra một viễn cảnh đặc biệt hấp dẫn hoặc có thể ghi muốn thử thách bản thân trong một lĩnh vực mới vì vậy sau khi hoàn thành lộ trình kỹ thuật tại amd gin là gia nhập tesla và thậm chí còn mang theo một số kiến trúc sư của amd sang tesla trong vòng 2 năm ông dẫn dắt đội ngũ chỉ hơn 100 người phát triển thành công chip tự lái fsd với hiệu năng gấp hơn 20 lần chip của nvda điều này đã đặt nền móng vững chắc cho công nghệ tự lái của tesla đồng thời trở thành một cột mốc quan trọng trong ngành công nghiệp nhưng như câu nói kinh điển trong sốt xăng gì đem sần, có những chú chim không thể bị giam giữ, bởi mỗi sợi lông của chúng đều tỏa sáng ánh tự do, khiêm kê là chỉ làm tại Tesla 2 năm rồi rời đi. Vì ông nhận được một lời mời từ Intel, AMD cần một vị cứu tinh, và Intel cũng vậy. Khoảng năm 2018, khủng hoảng của Intel bắt đầu lộ rõ, mảng gia công chip không thể cạnh tranh với Samsung và TSMC, CPU bị AMD đè nén, còn AI lại bị NVDA bỏ xa, một cuộc cải cách là điều không thể trì hoãn. Nhìn quanh Silicon Valley, Kim Keller, người đã mở khóa kỹ năng ở nhiều tập đoàn công nghệ lớn, rõ ràng là lựa chọn lý tưởng. Năm 2018, Kim Keller gia nhập Intel, quản lý đội ngũ hơn 10.000 người và phụ trách phát triển CPU, khi mọi người kỳ vọng rằng ông sẽ mở ra một thập kỷ huy hoàng mới cho Intel, thì ông lại bất ngờ rời đi, về lý do rời đi, có người nói rằng ông muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, cũng có người cho rằng Intel quá lớn và cồng kềnh, khiến kế hoạch cải cách của Kim Keller không thể thực hiện được, nhưng lý do thực sự, Kim Keller chưa bao giờ tiết lộ. Sau hàng loạt cuộc cứu trợ công nghệ, Kim Keller lại tiếp tục làm điều ông yêu thích nhất làm kỹ sư trưởng tại một công ty nhỏ lần này ông gia nhập một công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực ai với mục tiêu cạnh tranh trực tiếp với nvda Gần đây, ông còn công khai tuyên bố rằng CUDA của NVDA không phải là hào quang bất khả xâm phạm, mà là một vũng lầy. Phát biểu này đã gây ra tranh cãi lớn, nhưng Kim Taylor không quan tâm đến cách người khác nhìn nhận ông, mà chỉ kiên định với những gì ông tin là đúng. Nhìn lại sự nghiệp của Kim Taylor, có thể gói gọn trong một câu, người hiệp sĩ vĩ đại nhất là người giúp đỡ những người yếu thế, cuộc đời ông tràn đầy màu sắc lý tưởng, ông là một thiên tài có thể cứu các công ty khỏi khủng hoảng, nhưng không bao giờ kiêu ngạo, ông từng nói, không có nhân viên nào tệ, chỉ có nhân viên bị đặt sai vị trí, Kim Taylor thích khuyến khích sự sáng tạo để mỗi thành viên trong đội mũ cùng nhau tỏa sáng và tạo ra những điều mới mẻ. Dù hầu hết chúng ta khó có thể sao chép con đường sự nghiệp của ông, nhưng câu nói này của ông lại rất hữu ích. Đọc buồn cuốn sách có thể không thay đổi cuộc đời bạn, nhưng đọc một nghìn cuốn chắc chắn sẽ làm được. Tóm lại, đọc sách nhiều chắc chắn sẽ không sai. Đây có thể coi là lời khuyên của một bậc thầy dành cho những người bình thường như chúng ta. Và cuối cùng, Kim Keller còn có một thân phận thú vị khác. Ông là anh rể của Jordan Peterson, nhà tâm lý học nổi tiếng khắp thế giới, của nhiên, những người xuất chúng thường thích đồng hành cùng những người xuất chúng khác.